Chào bạn, tôi là Dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của Bilora. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề liên quan đến sức khỏe tim mạch, đó là bệnh mạch vành, hay cụ thể hơn là bệnh động mạch vành. Trong video này, chúng ta sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu bệnh mạch vành là gì, làm sao để biết chúng ta bị bệnh mạch vành. Thứ hai, nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ gây bệnh và tác hại của bệnh mạch vành. Thứ ba là phân tích phương pháp Tây y điều trị bệnh mạch vành hiện tại. Sau đó là làm thế nào để có thể điều trị dứt điểm bệnh mạch vành. Thứ năm là giới thiệu giải pháp điều trị mới nhất bằng thuốc thảo dược. Cuối cùng là điểm lại các ý chính và nêu quan điểm của cá nhân tôi về bệnh mạch vành. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nội dung chính đầu tiên. Bệnh mạch vành xảy ra khi động mạch vành, mạch máu nuôi dưỡng tim bị xơ cứng hay xơ vữa và thu hẹp lại cản trở dòng máu đến tim. Tình trạng cứng và hẹp động mạch vành là do sự tích tụ các mảng bám bên trong thành mạch, được gọi là xơ vữa động mạch. Càng nhiều mảng bám tích tụ, lòng động mạch càng thu hẹp và lượng máu chảy qua càng ít. Cuối cùng, lưu lượng máu đến tim bị giảm dẫn đến cơn đau thắt ngực. Nếu mạch vành bị tắc nghẽn hoàn toàn sẽ gây nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân của bệnh mạch vành là do sự lắng động của các thành phần cholesterol trong máu, làm tổn thương lớp lót bên trong lòng động mạch vành, gây viêm mãn tính thành mạch máu. Phản ứng viêm khiến cơ thể huy động một lượng lớn tiểu cầu và các tế bào miễn dịch tập trung về vị trí tổn thương với mục đích làm liền vết thương. Những tế bào này sau đó có thể kết dính với cholesterol và canxi, làm hình thành nên các mảng xơ vữa trên thành mạch. Các mảng xơ vữa tiếp tục phát triển dày lên theo thời gian, chúng có thể bị nứt vỡ ra và tiếp tục làm tổn thương động mạch, đồng thời tạo tiền đề hình thành nên các cục máu đông, gây bít tắc hoàn toàn mạch máu, gây ra cơn nhồi máu cơ tim. Một số yếu tố nguy cơ khác cũng góp phần làm tăng khả năng xuất hiện bệnh mạch vành như hút thuốc lá, tuổi tác, tiền sử gia đình có người mắc bệnh mạch vành, người mắc bệnh tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, tiểu đường tiếp 2, người ít vận động, cuộc sống căng thẳng lo âu kéo dài. Sau đây là một số triệu chứng thường gặp của bệnh mạch vành. Đau thắt ngực. Đau thắt ngực là triệu chứng phổ biến của bệnh mạch vành. Cơn đau thắt ngực thường bắt đầu ở phía sau xương ức, sau đó có thể lan tỏa sang vai trái, cánh tay, cổ, lưng hoặc hàm. Khó thở. Nếu tim không thể bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu cơ thể, có thể khó thở phát triển hoặc mệt mỏi khi gắng sức. Đau tim. Nếu một động mạch vành trở nên bị tắc hoàn toàn, có thể có một cơn đau tim. Để điều trị bệnh mạch vành, điều quan trọng đầu tiên người bệnh cần phải làm là giảm thiểu các yếu tố nguy cơ, thực hiện thay đổi lối sống, sinh hoạt để giữ cho tim càng khỏe mạnh càng tốt. Những thay đổi tích cực bao gồm ăn các loại thực phẩm tốt cho tim, giảm ăn mỡ, tăng hoạt động thể chất, bỏ hút thuốc lá, tìm cách để giảm bớt tình trạng căng thẳng, điều trị các bệnh như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường tiếp 2. Bước tiếp theo, bác sĩ sẽ kê các loại thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa để điều trị bệnh mạch vành. Các nhóm thuốc thường được sử dụng bao gồm thuốc điều trị các bệnh lý cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, thuốc ngăn ngừa cục máu đông để phòng nguy cơ nhồi máu cơ tim như aspirin hoặc warfarin, thuốc giãn mạch vành như nitroglycerin. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý một số tác dụng phụ của các nhóm thuốc này như da bừng đỏ, rối loạn tiêu hóa, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, chảy máu, viêm loét đường tiêu hóa, trầm cảm, mất trí nhớ. Đối với biện pháp can thiệp ngoại khoa, nong mạch vành và đặt stent mạch vành được sử dụng phổ biến để điều trị các trường hợp tắc nghẽn mạch vành nghiêm trọng. Trong phương pháp điều trị này, bác sĩ sẽ luồn ống thông qua da để đi đến khu vực động mạch vành bị tắc hẹp. Sau đó, quả bóng gắn tại đầu ống thông sẽ được bơm căng để mở rộng lòng mạch. Tùy theo tình trạng bệnh, bác sĩ có thể đặt stent tại vị trí bị tắc để phòng ngừa tái phát hẹp mạch vành. Ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho bạn một giải pháp mới để có thể điều trị bệnh mạch vành. Chúng ta sẽ sử dụng bộ ba thuốc thảo dược Bilobo là Advanced Cholesterol, L-Arginine và Houghton Phytosol, giúp loại bỏ các mảng xơ vữa, phục hồi sức khỏe trái tim và điều hòa nhịp tim ổn định. Sản phẩm đầu tiên Advanced Cholesterol được bào chế bởi các thành phần niacin, citrinol được tạo thành từ hai loại dược liệu là orange và balm và một loại thảo dược khác là rosel. Niacin có tác dụng giảm nồng độ cholesterol có hại và triglyceride, phòng chống bệnh tim mạch và đột quỵ. Polymethoxylate flavone từ orange có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ và hạn chế gan tiết ra cholesterol có hại, ngăn hình thành mảng xơ vữa động mạch.
Tocotrienol từ BAM giúp loại bỏ các mảng bám cholesterol ở thành mạch, tăng độ đàn hồi, giảm áp lực của máu lên thành mạch. Và Rosel có tác dụng chống gốc tự do, chống oxy hóa, giảm cholesterol toàn phần, bảo vệ thành mạch máu và cân bằng huyết áp. Sản phẩm thứ hai L-arginine với thành phần chính là L-arginine có tác dụng ngăn chặn và giảm thiểu độ nhớt máu, ngăn hình thành cục máu đông, tăng độ đàn hồi mạch máu. Ngoài ra, L-arginine còn có tác dụng tăng cường loại bỏ các chất béo lắng đọng ở thành mạch, đánh tan mảng xơ vữa, giúp nhịp tim duy trì trạng thái ổn định. Sản phẩm thứ ba Houghton Phytosom với thành phần chính là Houghton Phytosom gồm hai loại dược liệu chính là Crataegus monogina và Glycinmax. Houghton Phytosom có tác dụng chống oxy hóa, giảm các cơn đau tức ngực, giúp điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, Houghton còn giúp cải thiện hệ tuần hoàn máu, ngăn hình thành cục máu đông, đánh tan mỡ máu và không cho mỡ máu tích tụ, giúp tim khỏe mạnh và hoạt động tốt, ổn định. Crataegus monogina có tác dụng điều trị rối loạn tuần hoàn máu, tăng lưu thông máu, chống đau thắt ngực, giúp huyết áp khôi phục bình thường. Glycinmax có tác dụng chống oxy hóa, giảm cholesterol xấu trong máu, giúp đánh tan mỡ máu, tạo điều kiện cho dòng máu lưu thông được tốt hơn và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Chính vì thế, sự kết hợp của bộ ba Bilobo Advanced Cholesterol, L-arginine và Houghton Phytosom là một giải pháp tuyệt vời dành cho người bị bệnh mạch vành. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website của Bilora. Chúc bạn có một sức khỏe dồi dào. Thân chào và hẹn gặp lại. Cùng Bilobo, loại bỏ xơ vữa mạch vành, khôi phục trái tim khỏe mạnh.